Chào mừng các bạn đến kênh Chuyện Ly Kỳ, và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá về những hiện tượng đáng sợ nhất của thế giới tâm linh vô hình. Mà cụ thể trong bộ phim này đó là những động vật có thể nhìn thấy ma như là mèo và chó. Và đặc biệt là trong tập phim này chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh mà người âm có thể tác động vào người dương. Và hãy xem đoạn phim hôm nay sẽ đáng sợ như thế nào. Và bây giờ hãy cùng nhau theo dõi. Đây là đoạn phim được quay lại và đăng tải trên một tài khoản TikTok của một người phụ nữ tên là Diana. Cô ta có sở thích nuôi mèo. Đa phần những video của Diana đều xoay quanh về cuộc sống gia đình cùng với con trai, và dĩ nhiên là không thể thiếu những con mèo của cô ta. Các bạn hãy để ý, điều mấu chốt mà Chuyện Ly Kỳ muốn nhấn mạnh là nằm ở chỗ con mèo này. Theo như Diana chia sẻ thì đã rất nhiều lần cô nhìn thấy con mèo cứ đứng lặng im và nhìn về phía cánh cửa bất kể là ngày hay đêm. Thế lạ nên Diana đã quyết định đặt máy camera giám sát quay về phía cánh cửa, và đây là những gì đã hiện hữu trong nhà cô bấy lâu nay. Một vong hồn nào đó đã xuất hiện trong đậu phim, nơi mà con mèo cứ nhìn chằm chằm về, thấy kỳ lạ và có phần sợ hãi, nên cô ta đã tìm đến một nhà ngoại cảm để hỏi thăm về trường hợp của mình. Và hãy đón xem cô ta nhận được câu trả lời từ bà ngoại cảm này như thế nào. Đó là người mẹ quá cố của Diana, và có lẽ như bà ta đã về đây được hơn 3 tháng kể từ khi Diana nhập viện sau một vụ tai nạn giao thông tưởng chừng như mất mạng. Và có lẽ là mẹ của Diana đã giúp cô ta vượt qua tai ương này. Theo cách nói dân gian của người Việt chúng ta là bà mẹ này đã đỡ cho cô trong vụ tai nạn đó. Và kể từ lúc này, bà ta đã theo Diana về đây để phù hộ. Và dĩ nhiên con mèo đã nhìn thấy bà ta, nên nó cứ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa suốt 3 tháng qua. Như chúng ta đã biết, chó là loài vật có thể nhìn thấy ma hay các oan hồn. Và một điều mà các bạn cần chú ý là khi bạn nhìn thấy những con chó thường xoay về một hướng nào đó và nó chu lên từng hồi thay vì sủa to, thì bạn nên biết rằng hướng đó là nơi có những âm hồn đang quanh quẩn. Và trường hợp này hoàn toàn trùng khớp với đoạn video được một người dùng ẩn danh đăng tải lên tài khoản của anh ta. Cụ thể là con chó của anh ta trong độ khoảng một tuần trở lại đây, nó thường chu lên mỗi khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Do tò mò, anh ta đã quay phim lại ở khu vực này, và đây là những gì mà anh ta đã quay lại được. Một bóng ma màu trắng đã xuất hiện và vụt lướt qua nhanh trước mặt con chó của anh ta. Đây là đoạn phim bí ẩn được một cô gái có tên là Lily đến từ bang Pennsylvania trích xuất lại từ camera giám sát đặt trước cửa nhà của cô ta. Theo đó, một con nai được cho là đã chết cách vị trí nhà của Lily 5 dặm về phía tây. Từ thi thể của con nai cho thấy nó đã bị hút cạn máu và phần nội tạng đã biến mất hoàn toàn. Thấy điều kỳ lạ này nên Lily đã quyết định xem xét lại máy camera an ninh với mong muốn ít nhiều tìm ra được manh mối nào đó. Và cuối cùng đây là đoạn phim được camera quay lại. Theo như đoạn phim ta có thể thấy, thời điểm lúc này con nai vẫn còn sống và nó đang di chuyển ngang qua nhà của Lily. Nhưng điều đáng chú ý là phía sau con nai là một hình bóng màu đen kỳ lạ mà Lily cho rằng đó rất có thể là một con quỷ lùn mà cô ta đã nghe bà ngoại kể trước đây. Và có lẽ cái chết của con nai có liên quan đến con quỷ lùn này. Đây là đoạn phim được Simon, một nhân viên bảo vệ tại một nhà hàng khách sạn quay lại trong ca trực tối của mình. Theo thông tin từ anh chàng này chia sẻ thì từ khi nhận về đây làm việc thì anh ta được phân công trực ca đêm. Và vào những khoảng thời gian về khuya thì những hiện tượng kỳ lạ hoặc những âm thanh quái dị lại vang lên từng hồi ở khu tầng hầm của nhà hàng này. Thế lạ nên Simon đã tìm kiếm khắp nơi nhưng hoàn toàn không phát hiện thấy ai cả. Sự việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần đến nỗi anh ta quyết định quay lại đoạn phim này. Và chúng ta hãy cùng theo dõi Simon đã phát hiện ra điều đáng sợ gì tại tầng hầm này vào ngày hôm nay. So I'm in the bathroom right now.
I'm not going to the bathroom if you're wondering. But I'm hearing like shuffling sounds outside the door. And I didn't put the camera on. Bro, what the f was that? No. I swear to God, I heard like a woman talking in here. I swear to God, I heard a woman talking. What the fuck? Oh, No, I'm not doing that. Simon trong khi đang trò chuyện live stream thì một giọng nói get out, có nghĩa là cút ra ngoài, vang lên. Hello? Oh my God, what the fuck? What the fuck? Bro. Holy shit. No. Tại đây, Simon đã nghe thấy có tiếng bước chân đang đi lên từng bậc thang. Nhưng dù có cố gắng tìm kiếm, nhưng anh ta không hề phát hiện thấy ai ở đây cả. Cho đến khi tiếng bước chân trở nên dồn dập hơn, đã khiến cho Simon thực sự hoảng sợ. Và trong một khoảnh khắc, máy quay của anh ta đã vô tình quay được một gương mặt đen đáng sợ ở chỗ cánh cửa. Tiếp theo sau đó, Simon đã lấy hết can đảm để kiểm tra nốt tầng hầm của nhà hàng này. I'm over at the restaurant right now that's connected to our hotel. The door's been wide open. And they said they've seen lights going on and off in here. The attic area. Very, very narrow stairs, and I just smashed my head on this. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Nope. Okay, I'm out. Okay, just leave me alone. Tại tầng hầm này, Simon lại nghe thấy tiếng của người phụ nữ đó. Bà ta đã đuổi anh ta ra, nhưng vì tò mò, Simon đã tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không thấy ai cả. Do quá sợ hãi, nên anh ta đã quyết định quay trở ra. Nhưng vào thời điểm này, như có một thế lực nào đó đã nắm áo của anh ta, và sau đó, nó đã đẩy Simon té xuống cầu thang, và kết quả là anh ta phải nhập viện vì gãy xương chân. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để ủng hộ kênh Thủy Kỳ thì mong các bạn sẽ like cũng như chia sẻ video nhiều đến người xung quanh. Và bây giờ xin chào và chúc các bạn một ngày vui vẻ.